5 chỉ số quan trọng nhất trong thần số học giúp bạn thấu hiểu chính mình. Thứ nhất là số chủ đạo, hay còn gọi là số đường đời, cho thấy bản chất chân thật bên trong con người của bạn. Tính cách nổi bật nhất của bạn là gì? Bài học mà bạn phải học suốt cuộc đời để đạt được sự thành công và viên mãn là gì? Thứ hai là số họ tên, hay còn gọi là số vận mệnh, cho biết bạn là ai, bạn đến với cuộc đời này để làm gì, những tài năng nào mà bạn cần phải luyện để bạn có thể thực hiện được sứ mệnh cao cả của mình. Thứ ba là số trưởng thành, cho thấy bạn có thể đạt được những điều thành công viên mãn gì khi đến tuổi trưởng thành. Đồng thời, nó cũng là những cái bài học mà bạn phải trải qua khi bước vào giai đoạn trưởng thành khoảng từ 33 tuổi đến 35 tuổi đổ ra. Thứ tư, chỉ số nội tâm, cho thấy những khát khao, động lực sâu thẳm bên trong con người của bạn. Điều gì làm cho bạn hạnh phúc, điều gì làm cho trái tim của bạn rung động, đó chính là biểu hiện của con số nội tâm. Thứ năm là số biểu lộ. Số biểu lộ thể hiện cái nhìn, cái đánh giá của người khác về bản thân bạn, chính là những cái điều mà bạn thể hiện ra bên ngoài. Khi người ta đánh giá bạn mà không giống với những gì mà bạn nghĩ, bạn cảm nhận về bản thân mình, thì như vậy là đang có cái sự mâu thuẫn giữa số biểu lộ và số nội tâm. Những cái điều mà bạn thể hiện ra, nó đang không thể hiện được con người của bạn. Bài học ở đây là bạn cần phải biết cách thể hiện bản thân mình, thể hiện những cái điều mình suy nghĩ, mình nói, mình nghĩ thế nào, mình cần phải thể hiện đúng như vậy để không gây ra hiểu lầm cho người khác.